Ở tập trước thì tôi đã tìm được một ngôi làng và tôi quyết định là bám rễ sống ký sinh ở đây. Ồ, hello Ngọc. Sau đấy thì tôi đã trồng mấy cái cây và xây một cái lều nho nhỏ. Và tập hôm nay tôi phải đục cái lều này để tôi xây một cái máy phăm đá. Anh em thấy hiện tại thì tôi đang xài seeder. Nhưng mà vô video nó sẽ không có seeder đâu tại tôi quên. Ok, thì tôi phát hiện ra một điều là tôi có thể dùng cái chích này để chặt cây nhanh hơn. Thì như anh em đã biết á, tập trước khi mà chúng ta giữ ship rồi chúng ta giữ một cái cây đúng không? Nó sẽ chặt nhưng mà nó sẽ kiểu nó rất là lâu, tại vì nó chặt nhiều cây mà. Nên là tôi phát hiện ra một điều này là tôi có thể để này. Đó, khi mà nó gần gãy á, tôi có thể chặt thì tôi giữ ship. Khi mà nó gần bể thì tôi giữ ship. Đó. Và nó có thể chặt rất là nhanh. Và cái rìu của tôi nó sắp rụng luôn rồi. Và cái rìu này nha, cái rìu này thì nó rụng rụng đúng không? Nhưng mà nó không có thể chặt được cái đống này. Đó, nó đi luôn nhưng mà cây đang hết nha, rất là sình sò. Đó, thì đó là một cái điều mà tôi phát hiện ra, anh em nếu mà chơi mod này anh em có thể áp dụng và chặt cây nhanh hơn. Và nhờ vậy mà tôi đã có rất là nhiều gỗ. Và với số gỗ này thì sau này tôi có thể dùng để chế đồ hoặc là xây nhà. Mà chủ yếu là xây nhà thôi chứ chế đồ còn đéo gì nhiều vậy. Đó, mới một xíu thôi mà nó lên được bao nhiêu? 291 cục gỗ, đù, rất là nhanh luôn. Nhưng mà sau này thì tôi sẽ không dùng cách này nữa anh em ạ. Sau này thì tôi nghĩ là tôi sẽ xây một cái máy máy farm gỗ luôn để mà nó tự động đào luôn. Nó xây máy farm gỗ bằng mấy cái trong mod này. Nó rất là thú vị. Thôi bỏ bỏ chuyện trong cây thì tôi nghĩ là tập hôm nay tôi sẽ xây một cái máy farm đá tại vì tôi sẽ cần phải có rất là nhiều đá. Về anh em nhìn xung quanh đây thử xem đây là cái chỗ kiểu như là gần biển này, gần biển xong rồi nó không có đồi núi gì hết. Nhìn nó hơi chán chán đúng không? Nên là tôi sẽ còn phải xây và lấy thật là nhiều đá để mà tôi xây xây lên kiểu xây những cái tường thành lên cho nó nhìn nó đẹp, nó hùng vĩ. Và đây là hai cái rương gỗ của tôi rất rất nhiều. Rồi thì để xây cái máy phăm đá tôi sẽ cần phải có cái gì? À khoan, đây giới thiệu với anh em thì đây là ba ông dân làng bị kẹt ở đây. Để biết hiểu sao nhưng mà hai ba ông chui vô đây cái sau ba ông không bao giờ bước ra được nữa, ngu. Sau này thì tôi nghĩ tôi sẽ dùng hai ông này để xây máy phăm dân làng. Dân làng thì nó cũng quan trọng ở trong đây lắm, chúng ta có thể lấy mending rồi cái kiểu. Để xây cái máy phăm đá thì tôi sẽ cần phải có cái này là cái drill. Cái drill là cái máy khoan, thì cái máy khoan này sẽ giúp tôi khoan, đương nhiên rồi, nó giúp tôi đập đá. Nói chuyện hơi hề vốn nhưng mà nó là vậy đó anh em. Rồi thì tôi sẽ còn cái drill này và từ tôi đi ngủ ấy. Rồi đầu tiên là cái drill này tôi sẽ nghĩ tôi sẽ chế khoảng cỡ 4 cái ha. 4 cái. Và chúng ta sẽ cần phải có một cái hệ thống đường dây dẫn để mà nó cái gọi là cái băng truyền á, cái băng truyền để mà nó dẫn đá, ví dụ đá đập ra xong nó sẽ dẫn cái băng truyền đi ra ngoài đây. Và để mà nó cái máy đó nó chạy được á, tôi sẽ cần phải có một cái nguồn năng lượng. Và cái nguồn năng lượng hiện tại mà rẻ nhất mà tôi có thể kiếm được đó là cái này. Đây chúng ta sẽ sử dụng năng lượng thủy lực. Chúng ta sử dụng chế tạo những cái bánh xe nước này và nó sẽ giúp chúng ta tạo ra điện, tạo ra năng lượng. Thì thứ nhất là tôi không phải dọn đống này đi chỗ khác. Vậy thì thứ nhất là tôi sẽ cần phải có à quên chứ. Để mà xây được cái băng chuyền đó, tôi sẽ cần phải có một cái gọi là cái bell này. Đây tôi sẽ còn phải có cái mechanical bell và cái này thì nó còn phải có cái kép là cái điều gì? Cái gì mà mình ăn được? À rong biển đúng rồi. Ok, nên chúng ta sẽ còn cái rong biển. Và ở đây thì nếu có rong biển nên tôi sẽ còn phải ra biển tôi kiếm về. Vậy đi. Rồi bây giờ tôi sẽ còn phải nướng cái đống này lên. Và để nướng thì tôi sẽ còn phải có cái củ lờ này. Ồ, tôi đặt được cái gậy trên đây nè. Hay thú vị phết. Rồi tôi sẽ còn phải chế mấy cái lò, cái tầm 3 cái ha. Rồi 3 cái lò này chúng ta sẽ đặt lò ở đây luôn đó. Đây nhìn nó hơi sai, nhìn nó hơi lệch á, nhìn nó xấu xấu á. Rồi tôi sẽ cần phải dùng than, không giờ than đang khan hiếm, tôi dùng gỗ đi. Đây đó, quốc ra quốc đây và ok. Thôi thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế vô mấy thứ cần thiết trước. Tôi sẽ chế cái bánh xe đầu tiên ha. Để chế cái bánh xe thì tôi à không, bánh 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 xoay nước. Cái bánh xoay nước. Nó là cái wheel. Cái bánh xoay nước nó là cái này. Này, tôi sẽ còn chế hay là chế luôn cái lớn nha. Đầu tiên là tôi sẽ còn phải có cái bài thì nó sẽ còn phải có cái andesite alloy. Andesite alloy thì tôi sẽ còn phải có cái iron nugget hoặc là andesite này. Andesite này thì tôi có rất là nhiều. Đây, tôi múc múc một đống ở dưới hang á. Và cái zinc ingot này cũng có rất là nhiều, tôi đào được ở dưới đó luôn đó. Rồi không còn phải lo, nói chung là tôi hôm nay là tôi chỉ có quay cái này cho anh em coi thôi, còn cái vụ farm mệt chết mẹ là tôi đi rồi, thoải mái, anh em chỉ còn coi thôi. Rồi tôi sẽ chế cái này đó, là tôi sẽ có khoảng hai ba cái ba bốn cái gì đó. Rồi 24 cái, quá ngon.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế cái cu lò này. Rồi hết gỗ. Hết gỗ là một sự sỉ nhục cho mày. Rồi ta sẽ còn chế cái này. Đấy, chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ có cái bánh xe nước. Rồi sau đó là sẽ lắp gỗ xung quanh là chúng ta sẽ có bánh xay nước cỡ lớn. Rồi bây giờ thì chết mẹ. Bây giờ mình thiết kế như nào nhờ, quên, nãy giờ quên tính cái vụ này rồi mà. Ok. Đây rồi, ok, đó nó chạy rồi nè. Quá ngon. Rồi ok, giờ cái này nó chạy rồi. Bây giờ chúng ta có thể đặt cái này vô đây. Rồi. Rồi lắp này cũng được ha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ còn phải tạo ra một cái bộ gọi là cái bộ tăng tốc. Tôi sẽ còn phải tăng tốc cái này lên. Anh em thấy bây giờ nó rất là chậm. Bây giờ tôi sẽ còn phải chế thêm vài thứ để tăng tốc cái này. Thì đầu tiên tôi sẽ còn phải có cái này. Phát xít. Chắc tầm 4 cái gì đó. Rồi. Rồi cái, ủa cái này là cái cỡ lớn ha. Còn cái cỡ nhỏ nữa nè. Cũng là 4 cái luôn. Này, rồi. Bây giờ thì với, thì bây giờ thì cái tăng tốc này tôi sẽ xây theo kiểu rồi đúng rồi. Thấy mẹ rồi. Ê, tính xa, tính hơi sai ha. Thôi tôi nghĩ nó, nếu mà nó sẽ xây khá là dài cho nên tôi nghĩ tôi nên để vô trong đi. Để kế bên cái này luôn. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, đào khúc này ra. Rồi xong. Đó. Bà mẹ nó lắp vô đây luôn, quá hay. Đó, cái lều gắn động cơ. Quá tuyệt vời. Rồi, giờ tôi sẽ còn lắp cái chỗ này lại. Đây. Ok, thấy mày. Đó, ok, chuẩn chưa? Quá chuẩn. Đó, đẹp rồi á. Rồi, bây giờ tôi sẽ còn phải đầu tiên là tôi sẽ lắp cái này. Xong rồi, sẽ đặt một cái nhỏ ở trên đây. Đây. Rồi một cái, ok, tôi sẽ còn phải đặt một cái này. Này. Ở đây. Đó, anh em có thể thấy là cái này nó xoay nhanh hơn xíu nè. Đó, rồi, ok, cái này là đang nhanh rồi. Drill thì tôi sẽ còn phải chế cái này. Drill, ôi, mấy cái này dễ mà, thật là có gì đâu. Andesite, mấy cái khối Andesite đó thì rất là đơn giản nha anh em. Anh em chỉ cần lôi đống này ra thôi. Ờ, đây. Đây, đó. Tôi sẽ còn một mớ này, xong rồi tôi sẽ đặt mấy cái này ra đây. Rồi, ủa. À quên, tôi không phải làm này trước. Rồi, đó, đập vô. Đó. Về là giờ chúng ta có 4 khối. Tôi đi ngủ ấy. À, ui, vừa ngủ mà vừa sờ cá, quá hay. Nó đang ngủ dậy một cái sờ tay qua thấy con cá chạm mặt. Hết hồn. Rồi, chúng ta đang có rất nhiều cái dry cap ở đây. Rồi, chúng ta có 4 cục này thì bây giờ mình có thể chế thiếu sắt bà mẹ đó. 1, 2, 3, 4. 4 cục sắt à? 4 cái. Ờ, 4 cái. Ok. Ok, 4 cái. Đây, đó, chung một hàng gì đi. Rồi, shit, con ngựa nó máng cái này rồi. À, không sao. Không, có sao. Vậy là chúng ta nên đặt nó. Chúng ta nên đặt nó ở đây. Đây. Rồi, giờ tôi sẽ cần phải lắp thằng cha này vô. Tôi sẽ cần phải chế cái bill. Tôi sẽ còn lấy cái đống này. Rồi chúng ta sẽ chế mấy cái bèo. Ok. Rồi. Thì cái bèo này có chức năng là tôi sẽ nối dây của mấy, nối mấy cái này lại. Là nó sẽ ra dây. Đó. Ok. Rồi. Tôi sẽ đặt khoan. À thông như vậy thì nó không có được cái tốc độ cao. Từ từ nha. Chắc là nên xây cái nhỏ đi. Chế cái nhỏ. Đây. Ok. Shit. Khoan. Nếu như mà mình làm như này thì sao? Ok. Ở đây đứng bạn này. À hình như là nó nặng quá, nó không chạy được rồi mà. Thấy mẹ cái máy này nó hết đá rồi. Vậy đủ không? Ờ đủ nè. Rồi đó giờ nó xoay rồi nè. Bây giờ tôi đập bỏ cục đá cho nó đập.
Thôi phát. Đó, cục gỗ đi. Nói chung là cục gì nó cũng đập được hết á. Ok, bây giờ có cái vấn đề á là nếu như mà tôi lắp cái này vô một xíu mà nó đã quá tải rồi thì có khi á là nó sẽ không thể nào chịu đựng được cái dây này, cái dây ở dưới. Cho nên tôi nghĩ tôi nên chế thêm một cái nữa. Tôi sẽ chế thêm một cái wheel nữa. Tôi sẽ chế thêm một cái bánh. Ok, thì trước khi xây tiếp thì tôi nghĩ là tôi nên chế một số đồ. Nó là cái này. Tôi sẽ cần phải chế một cái gọi là Engineer này. Là kính Engineer Google. Và nó sẽ cần cái miếng vàng này. Ồ, vậy thôi khỏi chế. Miếng vàng này hiện tại chúng ta chưa có. Miếng vàng này chưa đủ đồ chế. Rồi, vậy thì chế cái crane. Ôi vậy mẹ. Nghỉ khỏe. Vô chế này tiếp. Thì tôi mới nhận ra một điều là tôi có thể làm một cái cách để tiết kiệm diện tích. Đó là thay vì tôi xây cái cây thọc thọc giống hồi nãy á, cây dài dài giống hồi nãy, thì bây giờ tôi có thể làm cách này. Này thì bây giờ tôi có thể chích cột ngựa nó đây. Rồi lắp cái này như hồi nãy, nhưng mà thay vì nếu mà bây giờ tôi lắp cái này vô nó thì nó sẽ gãy, nó sẽ mất luôn, nó sẽ bị vỡ ra. Nhưng mà nếu tôi dùng một cái block là này, tôi đặt vô đây thì tôi có thể đặt vô được, và thế là tôi có thể tiết kiệm được diện tích. Bây giờ thứ nhất là tôi sẽ xây thêm một cái đây. Và Đây. Thêm một cái này. Đặt vô đây. Đó, siêu tốc luôn. Rồi với cái độ này, với cái tốc độ này thì chúng ta chỉ còn đặt một cái vô đây. Rồi sau đó là đập cái bell ra. Rồi tôi chỉ cần lắp nó vô đây và qua đây. Lá sóc. Ôi chết, mẹ nó đứng rồi. Oh shit. Oh. Cái đẹp con ngựa nó nhiều quá rồi. Mới có mấy cái mà nhiều quá ta. Thấy mẹ giờ chẳng lắp thêm, chắc phải lắp thêm một cái nữa. Đủ giờ chẳng đi đục cái này tiếp ha. Thôi bỏ đi. Tôi sẽ chọn cách dễ hơn, tôi sẽ hy sinh cái nhà của tôi. Đó. Rồi, tôi sẽ cần phải có cái làm một cái wheel mới, cái wheel à đây tôi có luôn nè. Hay. Rồi xong. Rồi nó không chạy luôn. Á đù, ủa nó không còn dồn nữa ta. Bỏ mẹ. Em ơi, trời ơi, 3 cái nó chạy không nổi, 4 cái nó mới chạy. Đậu xanh rau muống cho nó. Đấy, thì nó kêu là add thêm vô, mà tôi add thêm cái số 3 rồi mà nó vẫn không chạy. Tôi hơi thắc mắc cái đó. Rồi thế tôi add thêm một cái nữa, thế là chạy bình thường, ngon lành. Nhưng mà vấn đề là nhà tôi nó như vậy rồi. Bây giờ tự nhiên trong nhà tôi có cái bánh xe này nhìn vui vậy là. Bây giờ tôi sẽ còn phải kết nối nó với lại cái cụ lợ dưới đây. Và để kết nối được thì chúng ta sẽ cần đâu đây. Rồi tôi sẽ còn phải kết nối hai thằng lờ này này. Đó, ok, được nè, ngon rồi. Và nó sẽ như này. Rồi chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái nữa vô đây thôi. Đâu ta, đây và đây và bùm. Đó, thế là nó đã chuyển qua đây. Rồi ngon lành, bây giờ mình chỉ còn xây cái chỗ để mà đá à gì. Bây giờ mình chỉ còn xây cái chỗ để mà nó tạo đá đó thôi. Và một cái hopper nữa. Này. Fuck. Ok. Đó. Rồi, nó bây giờ nó hiện cái lava ở trên, nhìn nó sẽ đẹp đẹp một chút. Nhưng vấn đề là bây giờ chưa có lava. Lava ở đâu nhỉ? Dưới cái chỗ hang tôi đào nó cũng không có cái lava nào hết. Bây giờ phải đi tìm. Giữa cái việc tôi đi tìm cái hồ lava với cái việc tôi đào xuống hang đi tìm lava thì cái này nhanh hơn ha. Mà sao tự nhiên thấy nó ngu ngu cái gì á. Hờ. À, ôi đù. Oh shit. May quá, nãy mà chạy về đào hang là thấy mẹ rồi. Ngon. À, ngay đây có cái hồ lava luôn. Em biết cái ship này nó may sao sao, hôm bữa quẹo đường một cái này ra dân làng, hôm nay đi một cái này gặp lava. Rất là may mắn. Có lẽ thần may mắn đã nhìn mỉm cười với tôi. Hoặc là ông đi núp dưới gầm giường tôi, mà để lát tôi kiểm tra thử. Ông núp dưới đó, ông biết bí mật của tôi hết, nguy hiểm lắm. Ông mà tiết lộ ra là thấy mẹ nó. Ok.
Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có cái củ lờ này ngon. Đấy. Ủa mà sao có con sao có cái vậy? Ôi phật. Ê. Cái đậu xanh đùa đùa nha. Sao nó không chảy ra nhỉ? Chắc là phải có mấy cái xung quanh. Má nó chưa kịp chảy ra luôn. Chắc là như này. Đây 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 đây. Đây. Nếu mà mình đổ ra vậy. Ok. Đó. Đó. Đúng rồi, đó, chuẩn rồi. Chết mẹ nó không ra nữa. Vậy thì sao? Ok. Đó, quá đẹp luôn. Cái đậu xanh. Từ từ. Tôi sẽ cần phải làm sao để dừng cái cooler này lại đây. Tạm thời thì ok. Đó. Ok, được rồi. Rồi nó lắp đầy rồi. Hay là để dưới đâu. Nếu mà lắp đầy để dưới đi, nhìn cho nó đẹp. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cooler này vô. Rồi bắt đầu. Ok, đó rất là nhanh. Rồi với số đá này chúng ta sẽ đi xây lâu đài đá. Rồi xong chúng ta sẽ có hai rương đá với tốc độ rất là nhanh và một cái nhà bị nát rất tuyệt vời. Người theo hương hoa mây mù răng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi, đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn.